chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Và hôm nay, bản tin sẽ có một số nội dung chính sau đây. Hôm nay 30 tháng 4 là ngày kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại các địa phương trong cả nước. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ, cũng là biểu tượng của ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Để có thể xuất khẩu vào những thị trường khó tính, hải sản Việt Nam cần phải có nguồn gốc rõ ràng, ghi nhận từ Hội chợ Thủy sản Quốc tế. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2018. Đây là dịp cả nước cùng ôn lại những trang sử hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày này cách đây đúng 43 năm, năm mũi tấn công của bộ đội giải phóng đã thần tốc tiến vào đánh chiếm xảo huyệt cuối cùng của chính quyền giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là đỉnh cao mà chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong không khí kỷ niệm ngày 30 tháng 4 lịch sử, vào sáng nay đã diễn ra lễ meeting kỷ niệm 43 năm giải phóng Trường Sa, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác do Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã tham dự buổi lễ. Phóng viên Minh Hằng đang có mặt tại đây sẽ thông tin chi tiết. Trong buổi lễ meeting sáng nay, các đại biểu là quân dân của thị trấn cùng thành viên đoàn công tác đã thực sự được sống lại không khí 43 năm về trước của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Năm đó, Hải quân Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng quân khu 5 đã tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Việc giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mà nó còn có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Rất nhiều đại biểu tham dự lễ meeting đã xúc động và tràn đầy tự hào khi được đến thăm đảo Trường Sa vào một ngày kỷ niệm lịch sử của Tổ quốc. Tại nơi đầu sóng ngọn gió, khí hậu đặc biệt khó khăn, nhưng các chiến sĩ, quân dân trên đảo đã nỗ lực xây dựng một huyện đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân. Ngoài đến thăm và tham dự lễ meeting kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Trường Sa, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đoàn công tác số 10 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cũng đã tới thăm nhiều đảo khác thuộc huyện đảo Trường Sa để động viên và tri ân quân dân trên các đảo. Minh Hằng, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, từ thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nhờ ở sức mạnh đại đoàn kết, là ý chí quyết chiến, quyết thắng, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc của toàn dân tộc. Đặc biệt còn là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của những nhân chứng lịch sử. Bác Hồ với các đồng chí lãnh đạo chúng ta mà có những cái chủ trương là rất về chiến lược, chiến thuật rất đúng, về ngoại giao là chính là trước hết đánh giá được cái tình hình, mà không những là đánh giá cái tình hình ở trước rồi về quân sự, về chính trị, mà chúng ta đánh giá cả cái tình hình thế giới. Chính chúng ta đã khơi dậy được thì ngọn lửa hòa bình để thế giới cùng với Việt Nam để làm nên một kỳ chiến thắng lịch sử, đó là 1975, là quân và dân chúng ta đã đồng lòng ấy, miền Bắc thì nỗ lực để xây dựng chi viện sức người sức của cho miền Nam, quân và dân miền Nam thì thực hiện ấy, các cái đòn có thể là phản công
mà làm bẻ gãy các cái ý chí xâm lược của kẻ thù. Nhiệm vụ giải phóng miền Nam mà bao nhiêu người mong ước ấy, mà mình nghĩ là năm 75 chắc chỉ làm được một phần thôi, chứ còn có lẽ phải làm dài dài. Thế nhưng mà là ngay tháng 4 năm 75 là hoàn thành được một cách gọn ghẽ và với cái tổn thất của chúng ta nên rất là hạn chế. Vâng, đúng là nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đó là kỷ niệm không bao giờ quên với những ai được chứng kiến. Đối với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thì hình ảnh ấn tượng đọng mãi trong ký ức của ông là cả Sài Gòn như một rừng cờ hoa chào đón quân giải phóng. Khi đó, ông chỉ huy Trung đoàn 27 tinh phong tiến công mở cánh cửa giải phóng Sài Gòn từ cửa ngõ phía Bắc. Đây là một trong năm cánh quân tiến công giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Và sau đây là những cảm xúc của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ về ngày lịch sử trọng đại này cách đây 43 năm. Xin chào Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền Việt Nam. Được biết Trung đoàn 27 do ông chỉ huy có nhiệm vụ là mở cánh cửa phía Bắc của Sài Gòn để tạo điều kiện cho quân giải phóng thọc sâu vào đánh giải phóng Sài Gòn. Thì xin ông cho biết là ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cái mũi tiến công này ạ. Trung đoàn 27 nằm trong đội hình của 320B quân đoàn 1, làm nhiệm vụ đi đầu để mở cánh cửa phía Bắc cho đại quân của chúng ta đánh chiếm các cái mục tiêu sâu bên trong. Cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, nếu chúng ta đánh nhanh, thắng nhanh thì chúng ta chiếm được các cái mục tiêu, nếu chúng ta đánh chậm thì ảnh hưởng đến toàn bộ cái đội hình và cái tốc độ tiến công. Nên là cái vị trí của cái đơn vị tiên phong đi đầu thì nó thường có 3 thế đội này. Cái thế đội thứ nhất là tiên phong mở cửa, tiên đội thứ hai là đánh mục tiêu chính, và cái tiếp tục thế đội thứ ba tức là nằm dự bị, khi gặp cả hai đều gặp khó khăn thì tung dự bị vào để quyết định chiến trường. Đó là cái nghệ thuật và cách đánh của Việt Nam là như thế. Trước khi là bắt đầu tiến công thì chúng tôi đều tập trung để động viên cán bộ chiến sĩ. Đây là trận quyết chiến chiến lược trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Trung đoàn ta là trung đoàn tiên phong được cấp trên tin tưởng mở cánh cửa phía Bắc. Trung đoàn chúng ta có thể hy sinh, nếu phải hy sinh thì tất cả chúng ta hãy hướng về Sài Gòn. Thưa Thượng tướng, tham gia một trong năm cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn thì Thượng tướng có thể chia sẻ là cảm xúc của ông khi đó như thế nào ạ? Cái cánh quân của chúng tôi bắt đầu tiến vào đến Đá Chiêu, bắn cháy được các cái xe tăng của đối phương thì đồng bào đã tràn ngập cờ hoa, và trên suốt chặng đường đó thì xe của đối phương bị ta truy kích chạy hoảng loạn, không có thể tả được trong cái thời điểm cả nước bùng lên. Thì chúng tôi cũng là phấn chấn, sau bao nhiêu năm ở chiến trường thì bây giờ mới có một ngày vui trọn vẹn. Khi mà đã giải phóng được Sài Gòn và phía bên kia là đã đầu hàng trên đài phát thanh thì cả Sài Gòn nổ tung cờ hoa và tiếng hò reo chiến thắng, tất cả những cái tiếng mà xe tăng cũng như đó, và coi như tôi nghĩ thành phố rợp trời hoa mà không tả nổi. Có một biển người, tức là tất cả coi như nổ tung ở trên cái thành phố Sài Gòn của chúng ta. Xin Thượng tướng có thể chia sẻ những cái cảm nhận của ông về tình cảm sâu sắc của nhân dân Sài Gòn dành cho quân giải phóng khi đó. Khi chúng tôi đã giải phóng hoàn toàn rồi thì đồng bào lúc đó tất cả những cái gì có thể từ trước tới nay nén lại trong lòng thì đều có thể gặp quân giải phóng, đều có thể nói lại những cái tội ác của các thế lực thù địch, và đồng bào lúc đó giúp quân giải phóng không tiếc một cái gì cả. Tức là quân giải phóng muốn gì thì đồng bào sẽ tạo điều kiện, nhưng mà quân giải phóng lúc đó thực hiện cái chính sách dân vận là không thực hiện, là không được lấy một cái kim sợi chỉ của nhân dân, nên đồng bào lại càng tin yêu trong cái ngày đầu của chiến tranh giải phóng. Một lần nữa xin được cảm ơn Thượng tướng đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền Việt Nam. Okay. Trong không khí kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay 30 tháng 4 tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, lễ thượng cờ thống nhất non sông đã được tổ chức. Đúng 7 giờ, trên nền nhạc quốc ca hùng tráng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đôi bờ Hiền Lương trang nghiêm chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên đỉnh kỳ đài Hiền Lương lịch sử.
Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, lá cờ Hiền Lương là niềm kiêu hãnh, là niềm tin, ý chí, khát vọng và là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sau lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên sông Hiền Lương và hội bài tròi. Trong khi đó, vào tối ngày 29 tháng 4, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên sông Thạch Hãn. Dòng sông Thạch Hãn gắn liền với huyền thoại chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị vào mùa hè năm 1972. Dòng sông mang sứ mệnh lịch sử này chứa biết bao nhiêu máu xương của chiến sĩ đã xuống, chiến đấu và hy sinh anh dũng trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ năm 1972. Những ngọn nến hoa đăng nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ là tình cảm tri ân sâu sắc của nhân dân Quảng Trị và cũng là lời hứa của đồng đội, của những người đã hiến chọn tuổi xuân của mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vì độc lập dân tộc. Vâng, nhắc đến tỉnh Quảng Trị thì Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là điểm đến thường xuyên đối với thân nhân và đồng đội để tri ân các liệt sĩ. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ là con em từ các địa phương trong cả nước đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng không chỉ với mỗi người Việt Nam mà cả với những cựu chiến binh Mỹ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn luôn là một điểm đến để lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ khi có dịp viếng thăm. Dòng người đến viếng thăm, thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn dường như chưa bao giờ dứt, bất kể thời điểm nào trong năm. Xúc động, linh thiêng là cảm giác của hầu hết những người đến thăm nơi đây. Dẫu không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng những thành viên từng tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam ở Mỹ, họ hiểu rất rõ về những mất mát của cuộc chiến này. Đến với Nghĩa trang Trường Sơn làm tôi nghĩ về những người đang sống và nghĩ về quá khứ. Tôi rất sốc khi nhìn thấy bức tường đen liệt kê danh sách các liệt sĩ. Mặc dù tôi không hiểu những chữ viết trên đó, nhưng nó làm tôi rất buồn, gợi nhắc tôi nhớ về bức tường như vậy ở Washington DC. Tôi cảm thấy rất buồn. Có lẽ tất cả những người ở đây không đáng phải hy sinh. Họ còn chưa kịp cảm nhận về cuộc sống. Họ ra đi khi còn quá trẻ. Còn đối với những cựu chiến binh Mỹ, quay trở lại Việt Nam và đến thắp nén hương cho những người từng ở phía bên kia chiến tuyến là điều họ đã phải đấu tranh trong chính suy nghĩ của mình. Tôi đã đến vùng đất này cách đây 50 năm trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân và kỷ niệm đó hằn sâu trong tâm trí tôi. Do đó rất nhiều lần tôi từ chối việc quay trở lại đây khi những người bạn cựu binh rủ tôi. Rất tiếc khi thấy rằng trong cuộc chiến, chúng tôi, những binh lính ở phía bên kia của chiến tuyến đã gây ra bao đau thương và lấy đi cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhưng tôi cũng hy vọng sự đau thương sẽ khép lại trong chính bản thân tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và tôn trọng những người lính đã ngã xuống. Tách riêng khỏi dòng người, gia đình anh Trần Công Đức, một Việt kiều Đức, đã dành chút thời gian đi tới thắp hương cho từng ngôi mộ tại đây. Sống xa quê hương nên mỗi lần có dịp về Việt Nam, anh Đức đều cố gắng dẫn theo cô con gái nhỏ để cháu có thể cảm nhận rõ hơn về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thực sự là đứng ở xung quanh núi rừng hùng vĩ như này mà có một cái nghĩa trang người chết nhiều hơn người sống, ai cũng có người thân mất trong chiến tranh. Bản thân gia đình mình cũng có hai người hy sinh mà một bác đến giờ này cũng chưa tìm thấy. Cho nên là cảm giác khi mà thấy hòa bình thì mình không thể quý hơn. Cho nên là thực sự là chúng ta phải trân trọng hòa bình. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm. Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn ngày hôm nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là một minh chứng cho sự hy sinh, một biểu tượng của ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Những ngày này cũng là dịp để hàng vạn lượt du khách đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để dâng hương viếng Đại tướng. Trong đó đa phần là du khách từ các tỉnh phía Bắc về Quảng Bình du lịch dịp lễ. Trong dòng người đến viếng mộ đại tướng còn có cả những cựu chiến binh ở nhiều vùng miền trên cả nước.
để phục vụ khách đến viếng. Ngoài đơn vị bộ đội biên phòng canh gác tại mộ, ban quản lý khu mộ đã huy động thêm nhiều lực lượng, trong đó có cả lực lượng cảnh sát giao thông để trực tiếp phân luồng xe cộ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, đường xá giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh lại thưa thớt vắng vẻ hơn hẳn do đa phần các gia đình đã đi du lịch hoặc là về quê vào dịp lễ. Thế nhưng có một địa điểm trong thành phố lại đặc biệt thu hút người dân và cả khách du lịch, đó chính là Hội trường Thống Nhất. Phóng viên thời sự đã có mặt tại đây để cập nhật không khí tại Hội trường Thống Nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Từ sáng sớm ngày hôm nay thì đã có hàng trăm người dân cũng như là khách du lịch đã xếp hàng chờ đợi ở cổng của Hội trường Thống Nhất để được vào tham quan khu di tích lịch sử này. Và ước tính thì số lượng du khách tới đây ngày hôm nay nhiều hơn gấp 6 đến 7 lần so với thường ngày. Và mặc dù là thời tiết thì mang dấu hiệu của cái nắng đầu hè, nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C, nhưng mà khách du lịch thì vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi và nghiêm trang bước vào bên trong khu di tích. Cảm xúc bây giờ rất là bồi hồi và sung sướng, là vì chúng tôi còn khỏe, vẫn thăm chiến trường xưa được, thì đấy là một điều vinh hạnh. Và xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Các di tích lịch sử như hai chiếc xe tăng là những chiếc xe tăng đã tiến vào Dinh Độc Lập 43 năm trước, đặc biệt thu hút du khách cùng tham quan chụp hình. 43 năm trôi qua, nơi đây đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, biểu tượng của hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ thế, đây còn là một biểu tượng, một công trình tiêu biểu đã chứng kiến sự phát triển của thành phố. Trong phần tiếp theo của bản tin, để có thể xuất khẩu vào những thị trường khó tính, hải sản Việt Nam cần phải có nguồn gốc rõ ràng, ghi nhận từ Hội chợ Thủy sản Quốc tế. Nhiều hoạt động lễ hội văn hóa nghệ thuật đã diễn ra tại nhiều địa phương, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân trong kỳ nghỉ lễ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản liên quan đến việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trên biển. Theo đó, tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên động viên ngư dân tiếp tục bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức đánh thành đoàn, đội để hỗ trợ nhau trên biển. Đối với tàu cá có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh bắt chung Vịnh Bắc Bộ năm 2017-2018, không sang khai thác tại vùng biển phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ trong thời gian từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018. Nhắc đến thủy sản Việt Nam thì Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Trong tuần qua, Hội chợ Thủy sản Quốc tế diễn ra tại Vương quốc Bỉ đã là dịp để Việt Nam công bố những việc đã làm và sẽ làm để đưa ngư nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với các quy định của các nước nhập khẩu hải sản. Những thay đổi cũng là để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng châu Âu, không chỉ đòi hỏi hải sản phải tươi ngon mà còn phải có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất hợp pháp. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Bỉ. Hội chợ thủy sản quốc tế Bruxelles là sân chơi của công nghiệp đánh bắt, chế biến và phân phối thủy sản, bên mua bên bán tìm gặp nhau. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện diện ở đây chủ yếu là trong vai trò bên bán. Ít có doanh nghiệp Việt Nam nào tới đây để tìm nguồn hàng. Bên mua phần nhiều là các doanh nghiệp châu Âu, với yêu cầu ngày càng được nhấn mạnh là tôm cá hải sản phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải được đánh bắt hợp pháp. Người tiêu dùng châu Âu muốn biết sản phẩm có nguồn gốc ra sao. Chúng tôi nhận thấy ngư dân Việt Nam chỉ quan tâm đánh được bao nhiêu cá, mà không biết rằng người mua còn quan tâm đến việc cá đó được đánh bắt như thế nào. Tại hội chợ Bruxelles có công bố một nghiên cứu quy mô lớn vừa thực hiện tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia và Anh về những yếu tố tác động tới người tiêu dùng khi chọn mua hải sản cá tôm. Nghiên cứu cho thấy, trước một sản phẩm được gắn nhãn nêu rõ nguồn gốc và cách thức đánh bắt, thì người châu Âu ít do dự hơn, thậm chí sẵn sàng mua với giá cao hơn. Các nhà phân phối bán lẻ nắm được tâm lý đó, đến lượt mình cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn khi nhập hải sản.
Chúng ta phải quản lý cái nghề cá theo một cái chuỗi. Từ cái lúc mà tàu cá ra khỏi cảng, đi khai thác ở tọa độ nào, đối tượng nào có được cho phép hay không, đến khi mà tàu cá vào cảng thì chúng ta lại phải có những cái quản lý tại cảng. Và chúng ta đảm bảo được rằng là cái việc tàu cá đó ra tàu khai thác đáp ứng được yêu cầu. Tổng cục Thủy sản Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ đã nhân hội chợ thủy sản quốc tế Bruxelles khẳng định Việt Nam đã ý thức được vấn đề. Thẻ vàng là dịp để Việt Nam hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá nhằm đưa ra những sản phẩm đáp ứng đòi hỏi của thị trường châu Âu. Đây là một cái cơ hội để chúng ta một mặt thúc đẩy cái vào thị trường châu Âu các mặt hàng thủy hải sản chúng ta, và mặt thứ hai là đóng góp rất lớn vào cái quá trình mà phía châu Âu nhìn nhận lại và rút bỏ cái thẻ vàng đối với chúng ta trong vấn đề đánh bắt cá trái phép. Còn lại một vấn đề lớn, để theo dõi được nguồn gốc cá đánh bắt trên biển, nhà nước phải tăng đầu tư cho hệ thống quản lý. Doanh nghiệp và ngư dân cũng tốn kém thêm cho thiết bị định vị tàu cá. Những khoản đầu tư đó sẽ làm cho giá bán con cá Việt Nam cao thêm, sẽ cạnh tranh ra sao trên thị trường thế giới? Chuyện thẻ vàng sới lên những vấn đề dài hạn hơn nhiều đối với ngư nghiệp Việt Nam. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ hội chợ thủy sản quốc tế Bruxelles. Tiếp theo bản tin là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2018, hơn 807 triệu đô la Mỹ đã được các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp đưa thị trường Việt Nam đến gần hơn với các nước phát triển trong khu vực. Trong 3 năm trở lại đây, có sự tham gia khá mạnh mẽ của các nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc với phân khúc nhà ở thông qua việc kết hợp với các nhà phát triển trong nước. Cũng trong 4 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 41.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn đăng ký từ các doanh nghiệp mới này đạt 412.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh nghiệp mới được thành lập nhiều nhất là trong ngành bán buôn bán lẻ, sau đó là các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong không khí cả nước đón chào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhiều lễ hội du lịch sôi động, hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa đã diễn ra tại nhiều địa phương, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân trong kỳ nghỉ lễ. Đêm qua, lễ hội du lịch Cửa Lò 2018 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Nghệ An. Là địa điểm du lịch nổi tiếng mỗi mùa hè đến, du lịch Cửa Lò đặt mục tiêu thu hút khoảng 2,7 triệu lượt du khách đến trong mùa hè năm nay. Tại Huế, chương trình nghệ thuật Âm vọng sông Hương lần đầu tiên được thực hiện trên sân khấu chìm ở sông Hương đã trở thành một điểm nhấn tại Festival Huế 2018, gây ấn tượng mạnh đối với du khách trong và ngoài nước. Còn tại Đà Nẵng, vào tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm dịp nghỉ lễ kéo dài nên thu hút rất đông du khách đến với thành phố này. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng được tổ chức như không gian của mùa du lịch biển, triển lãm tranh, thả diều nghệ thuật, ván lướt hay các vũ điệu đường phố vui nhộn mùa hè. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức, thu hút người dân nghỉ ngơi trong những ngày này. Như thường lệ, trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết. Vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.